Tiên tri tiết lộ chính xác 100% tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nữ mạng, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn, quý nhân phù trợ, mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà, đổi đời đại gia trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý cô tuổi Bính Dần trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý cô luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm 2024, vận trình của quý cô tuổi Bính Dần sẽ gặp phải nhiều khó khăn, đi kèm với đó cũng sẽ là không ít những cơ hội kéo đến. Tài lộc ùn ùn đổ đầy nhà, đổi đời đại gia, giàu nhanh chóng mặt, từ đó mà sống một cuộc sống vinh hoa, phú quý hơn người. Nếu như quý cô tuổi Bính Dần hữu duyên xem được video này, thì may mắn, thời cơ sẽ đến, ắt sẽ đổi đời cải vận mà thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý cô tuổi Bính Dần về vận trình, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi Sông Đất, tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Cụ thể hơn thông qua tử vi sẽ giúp cho quý cô tuổi Bính Dần biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với những năm trước đây. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không, cơ may nào đến với quý cô trong năm 2024 âm lịch này, quý cô cần phải chú ý điều gì và phải làm điều gì. Ngay bây giờ sẽ là luận giải nội dung chi tiết. Đầu tiên, xét tổng quan tử vi năm 2024 cho tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nữ mạng. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nữ mạng là 39 tuổi âm lịch và 38 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can, quý cô tuổi Bính Dần có thiên can là Bính ngũ hành hỏa, gặp năm Giáp Thìn có thiên can là Giáp ngũ hành thuộc mộc là bình hòa. Điều này cho thấy năm này công việc của quý cô không kỳ vọng có sự khởi sắc. Hơn nữa với những mong muốn đặt ra cho công việc năm này có thể khó đạt được. Khi xét về mối quan hệ ngũ hành của thiên can thì can năm tương sinh cho can của tuổi, nên người tuổi này trong năm công việc được quý nhân giúp đỡ. Bên cạnh đó với sự mở mang công việc được lợi. Xét về địa chi, quý cô tuổi Bính Dần có địa chi của tuổi là Dần, gặp địa chi năm 2024 là chi Thìn, là mối quan hệ bình hòa. Công việc của quý cô trong năm Giáp Thìn không có nhiều chuyển biến mới, cũng không đón nhận được vận may. Ngũ hành của địa chi năm xung khắc với ngũ hành địa chi của quý cô tuổi Bính Dần, nên những thay đổi công việc thường không được như ý muốn, dễ đưa tới những điều bất lợi. Xét về ngũ hành, xem tử vi tuổi Bính Dần năm 2024 nữ mạng nhận thấy, quý cô thuộc ngũ hành hỏa gặp năm Giáp Thìn cũng thuộc ngũ hành hỏa, tương ứng với mối quan hệ tương hợp, tốt. Trong năm Giáp Thìn, những người tuổi này dễ có sự liên kết cũng như hùn hạp về vốn liếng với anh em, bạn bè. Bản thân có dự định nào mới đều có cơ hội tiến hành. Tài chính của người bản mệnh này cũng tương đối thuận, nhất là vào giữa năm. Tuy nhiên cần chú ý vào cuối năm tài chính, tiền bạc không được thuận lợi bằng thời điểm trước. Xét về cung phi, theo tử vi tuổi Bính Dần năm 2024 nữ mạng, người này cung phi cấn thuộc hành thổ, gặp năm Giáp Thìn cung phi chấn thuộc hành mộc, là khí chủ về lục sát. Năm 2024 Giáp Thìn là năm chủ mệnh dễ gặp chuyện thị phi, khó khăn trong công việc vì bị người khác phá hoại. Ngũ hành cung phi tuổi có quan hệ xung khắc của ngũ hành cung phi năm 2024, dẫn tới tiền bạc trong năm phải lo lắng, công việc cũng cần suy nghĩ. Xét về tứ trụ, thiên hòa, địa hòa, trong năm Giáp Thìn, vận số của quý cô tuổi Bính Dần không có sự phát triển tích cực trong nhiều mặt của cuộc sống. Sức khỏe cần được chú ý đặc biệt vì có nguy cơ mắc các bệnh tật hoặc đau ốm. Phương diện gia đạo trong năm này cũng không như mong muốn. Mối quan hệ giữa thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ cho thấy, quý cô tuổi Bính Dần năm 2024 có nhiều khởi sắc trên phương diện công danh sự nghiệp hay mưu cầu tiền bạc. Hãy tận dụng thời cơ này để phát triển công việc, tạo thêm thu nhập, giúp cuộc sống thêm phần thuận lợi hơn. Ngoài ra, nữ mạng sinh năm 1986 cũng cần chú ý các bệnh về xương khớp và máu huyết. Sao chiếu mệnh, trong năm 2024, tuổi Bính Dần, nữ mạng gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành mộc hướng tới sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, sự nghiệp thăng tiến, công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ.
Nếu phụ nữ mang thai gặp năm có sao Mộc Đức chiếu thì tính cách đứa trẻ sau này kiên cường, điềm tĩnh, quyết đoán. Vận hạn, hạn tam kheo là hạn xấu chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp, tay chân, vì thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn vì có thể dẫn tới xô xát mà gây ra chấn thương. Ngoài ra cũng cần đề phòng các chấn thương ngoại khoa. Quý cô tuổi Bính Dần bước sang năm 2024 có vận trình tổng thể tương đối tốt đẹp. Quý cô là người tính tình lanh lợi, hoạt bát, có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình, nhưng lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với người khác, nên chú ý điều chỉnh. Quý cô tuổi Bính Dần 1986 bước sang năm Giáp Thìn 2024 là 39 tuổi, đang ở giai đoạn 2 của vận trình đời người, tam thập nhi lập. Từ 30 tuổi trở đi lập thân, lập nghiệp, đã trụ vững, có nghề nghiệp, việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác định vị trí của mình trong xã hội. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Bính Dần, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, có vận trình sự nghiệp phát triển khá tốt. Dưới sự ảnh hưởng của sao Mộc Đức và Thanh Long, giúp cho quý cô có cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình. Trong năm này vận khí tốt, quý cô càng cố gắng, chủ động nắm bắt thời cơ, với khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán, càng lạc quan thì sự nghiệp càng phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, với quý cô tuổi Bính Dần trong năm này có sao Mộc Đức tọa mệnh, sẽ gặp nhiều may mắn, có nhiều cơ hội về nghề nghiệp, bản mệnh không ngừng phấn đấu, nỗ lực thì sẽ có nhiều cơ hội tốt để thăng quan, tiến chức, tăng tài, tiến lộc. Với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp, trong năm này cũng khá phù hợp để bắt đầu. Mặc dù khởi sự ban đầu có gặp chút khó khăn, nhưng tới đâu cũng có quý nhân phù trợ, vì thế mà đi tới kết quả cuối cùng rất đáng ngưỡng mộ. Nếu quý cô khởi nghiệp về kinh doanh, buôn bán, nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ, thăm dò thị trường một thời gian. Sau rồi mở rộng cũng chưa muộn, cách làm này chậm nhưng chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả rất cao. Những người làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội khá nhiều, chỉ cần bạn tự tin vào bản thân mình là có thể đưa ra quyết định khá chính xác. Tuy nhiên, trong năm này, đối với các quý cô tuổi Bính Dần cũng gặp không ít áp lực, nhưng vận số khá tốt, quý cô cũng nên biết tiết chế cảm xúc, khiêm tốn, biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người thì sẽ thu về được không ít thành quả cho mình. Trong năm có sao Mộc Đức chiếu mạng thì có thể gặp chút trở ngại ở tiền vận, nhưng về cuối năm rất thuận lợi và an toàn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Dần, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Đối với quý cô tuổi Bính Dần, bước sang năm Giáp Thìn 2024, về cơ bản có vận trình tài lộc tương đối thuận lợi, dù ít gặp hung tinh nhưng cũng không có nhiều cát tinh trợ mệnh, nên quý cô cần phải cố gắng, chăm chỉ hơn để đạt được nhiều thành tựu hơn trong sự nghiệp, điều này sẽ giúp thúc đẩy vận trình tài lộc của quý cô được khởi sắc hơn. Tài lộc của quý cô tuổi Bính Dần trong năm này do sự nghiệp thúc đẩy nên quý cô có nguồn thu nhập ổn định. Với bản tính cần cù, chăm chỉ, quý cô có thể nhận được quà tặng, phần thưởng từ cấp trên. Năm này, nguồn thu nhập của quý cô tuổi Bính Dần vẫn chủ yếu đến từ công việc chính, công việc nghề tay trái hay công việc làm thêm cũng có nhưng không nhiều. Vì vậy quý cô nên đầu tư thêm thời gian và công sức của mình vào công việc chính sẽ tốt hơn. Thần tài trợ mệnh giúp cho quý cô tuổi Bính Dần có những cách tốt để tích lũy về tiền bạc, của cải. Công việc được thuận lợi, tài lộc không ngừng khởi sắc, cả chính tài và thứ tài đều tăng. Đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán, nên cải thiện bản thân mình một chút, chịu khó đổi mới, mở rộng thị trường và phấn đấu để tăng thu nhập tổng thể. Điều này sẽ giúp cho quý cô có một năm bội thu về tài lộc, bản mệnh lại có lộc trời ban, nên không phải lo không có tiền tiêu. Xét về phương diện tình cảm của tuổi Bính Dần, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Về vận trình tình cảm của quý cô tuổi Bính Dần trong năm này, tương đối ổn định. Đối với những người đang còn độc thân, vẫn sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ, kết giao với nhiều người khác phái. Nếu tìm được người yêu mình, thì nên cho đối phương cơ hội để tìm hiểu và có nhiều khả năng sẽ nên duyên đôi lứa. Những người đã có gia đình nên chú ý đến những chuyển biến trong mối quan hệ vợ chồng, đừng vì công việc mà lơ là trong chuyện tình cảm. Trong cuộc sống hôn nhân, gia đình có thể xảy ra một số xích mích, mâu thuẫn giữa vợ và chồng. Nhưng chỉ cần cả hai bên biết nhường nhịn, yêu thương nhau và chủ động ngồi xuống chia sẻ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Dù công việc bận rộn đến đâu, nhưng quý cô cũng nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc con cái, phụ giúp việc gia đình và thường xuyên hâm nóng tình cảm của cả hai. Có như vậy, gia đạo mới được hòa thuận, hạnh phúc. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Dần, nữ mạng trong năm Giáp Thìn 2024. Theo tử vi cho thấy, quý cô tuổi Bính Dần trong năm Giáp Thìn 2024 thì sức khỏe lại không mấy khả quan. Do bị tác động của các hung tinh, tăng môn, thiên khốc, quan đới, sự ràng buộc của hạn tam kheo làm cho quý cô gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như bệnh về xương khớp, phong thấp hay bệnh cũ tái phát. Không nên ở những nơi ẩm thấp khiến bệnh xương khớp bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không, quý cô có dấu hiệu lao lực, bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, thể lực bị suy giảm, thiếu hăng hái trong cuộc sống. Ngoài ra, quý cô tuổi Bính Dần trong năm này nên hạn chế đến những nơi đông người, chú ý nhiều hơn thế giới xung quanh bởi có nguy cơ gặp phải thương tích là rất lớn. Việc tham gia giao thông, đi lại cũng hết sức cẩn thận, các dạng tai nạn như té ngã, tai nạn xe cộ đều có khả năng xảy ra. Do vậy, quý cô tuổi Bính Dần trong năm này cần phải cẩn thận hơn, đừng để sao hung tinh gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi Bính Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Sông Đất tốt cho tuổi Bính Dần, nữ mạng trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Bính Dần, nữ mạng hợp vào, giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Bất kỳ trong trường hợp nào hay tháng hoặc năm nào bạn cũng có thể xuất hành vào những ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn, chẳng những mang nhiều thắng lợi mà còn giúp bạn thành công trong bất kỳ việc gì. Ngày mùng 1 Tết. Dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Bính Dần gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Bính Dần. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch, Chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô, xuất hành theo hướng Tây Nam. Để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm, xuất hành theo hướng Chính Đông. Để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Bính Dần, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Bính Dần. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Sông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi Sông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Bính Dần 1986, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Bính Tuất, sinh năm 2006, nam, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, nam, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Kỷ Dậu,
sinh năm 1969, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng, bản mệnh bình hòa, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Mậu Dần, sinh năm 1998, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tử vi tuổi Bính Dần, nữ mạng năm 2024 có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế không. Tam Tai năm 2024 sẽ không phạm đại kỵ Tam Tai. Kim Lâu năm 2024, năm này quý cô tuổi Bính Dần 1986 sẽ phạm Kim Lâu thê. Nếu gia chủ làm nhà sẽ mang tai họa tới người chồng của mình, người chưa có chồng thì không ảnh hưởng. Hoàng Ốc năm 2024, quý cô tuổi Bính Dần trong năm này phạm Hoàng Ốc, lục tuổi Hoàng Ốc, đây cũng là một cung xấu, không nên xây nhà, sửa nhà. Thái Tuế năm 2024, không phạm hạn Thái Tuế. Trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Bính Dần 1986, nữ mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn Tam Kheo và sao Mộc Đức chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn Tam Kheo đối với quý cô tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Tam Kheo là hạn chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Người gặp phải hạn Tam Kheo có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp, tay chân, vì thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn vì có thể dẫn tới xô xát mà gây ra chấn thương. Về sức khỏe, người gặp hạn này cần lưu ý chứng bệnh về phong thấp, các thương tích liên quan tới tay chân. Về đời sống, để tránh những thương tích thì tốt hơn hết cũng không nên có mặt ở nơi đông người, tránh các xích mích, hiềm khích xảy ra. Có 3 điều cần biết để vượt qua hạn Tam Kheo đối với quý cô tuổi Bính Dần. Thứ nhất, hạn chế đến những nơi đông người, cố gắng nhẫn nhịn trước tất cả mọi việc. Khi có xảy ra chuyện không may, cần suy nghĩ kỹ lưỡng, không để bị những người khác khiêu khích. Thứ hai, gia chủ nên học cách nhẫn nhịn, tìm hướng giải quyết một cách thấu đáo, làm việc chân chính, không toan tính điều xấu. Đặc biệt, nếu bạn làm cơ khí lúc nào cũng phải mặc đồ bảo hộ cẩn thận để hạn chế tai nạn lao động. Thứ ba, cần chú ý ăn nói trong giao tiếp hàng ngày và tìm hiểu các mối quan hệ trước khi thân thiết, yêu đương. Bên cạnh đó, hãy giữ cho tâm luôn hướng thiện, làm nhiều việc tốt. Quý cô tuổi Bính Dần, trong năm Giáp Thìn 2024, cũng cần chú ý đến sao Mộc Đức chiếu mạng. Sao Mộc Đức chiếu mạng sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc, được thăng quan tiến chức, gặp quý nhân giúp đỡ, hôn nhân hòa hợp. Công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Nếu phụ nữ mang thai gặp năm có sao Mộc Đức chiếu thì tính cách đứa trẻ sau này kiên cường, điềm tĩnh, quyết đoán. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Mộc Đức là phúc tinh nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng sao Mộc Đức vào ngày 25 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 25 tháng 1 âm lịch vì ngày này là ngày sao Mộc Đức giáng hạ. Đặt hương án về phía chính đông, bài trí 20 cây đèn cầy theo hình đồ của sao. Vận trình từng tháng của tuổi Bính Dần 1986, nữ mạng, trong năm 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần 1986, nữ mạng. Tháng 1 âm lịch này được dự báo về vận trình tài lộc của quý cô tuổi Bính Dần tương đối dồi dào. Quý cô được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết Nguyên Đán, nhiệt huyết của quý cô tương đối cao trong tháng này. Bất kể đối với quý cô làm gì trong cuộc sống, đều tràn đầy tinh thần chiến đấu và niềm đam mê, nên mọi việc thường dễ dàng hơn. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần 1986, nữ mạng. Quý cô tuổi Bính Dần trong tháng 2 âm lịch có điềm báo sẽ gặp nhiều áp lực, dù làm việc chăm chỉ nhưng cũng không có được thu nhập tương xứng. Tuy nhiên, quý cô đừng vì thế mà bỏ cuộc hay trốn tránh, hãy cố gắng hết mình, bằng sự chăm chỉ và nỗ lực sẽ vượt qua được, quý cô cũng sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng cho mình. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần 1986, nữ mạng. Bước sang tháng 3 âm lịch,
Quý cô tuổi Bính Dần nên cẩn thận hơn trong việc giao tiếp, hòa hợp với mọi người xung quanh, đặc biệt là cấp trên. Khi sức mạnh của hàm chi tiếp tục ảnh hưởng làm cho tình yêu, hôn nhân có nhiều dấu hiệu không tốt. Vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn khiến cho không khí gia đình nặng nề, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới con cái của mình. Quý cô nên giao tiếp và thấu hiểu hơn với những thành viên trong gia đình và người yêu của mình. Điều này sẽ giúp hóa giải được những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm của hai người. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần 1986, nữ mạng. Bước sang tháng 4 âm lịch, quý cô tuổi Bính Dần có vận trình tài lộc tương đối khả quan. Tuy nhiên, trong tháng này do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết nên tinh thần của bạn không được lý tưởng cho lắm, chú ý về ăn uống nên đề phòng các chứng bệnh về đường tiêu hóa. Sức khỏe kém làm cho quý cô tuổi Bính Dần dễ bị phân tâm hoặc lơ đễnh trong công việc. Và tài vận của bạn có thể sẽ dậm chân tại chỗ khi bị ảnh hưởng bởi trạng thái này. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần 1986, nữ mạng. Sang tháng 5 âm lịch, quý cô tuổi Bính Dần có những mối quan hệ xã giao được cải thiện đáng kể. Với bạn đang được sự trợ giúp của sao may mắn Thiên Phúc và Thanh Long, bản mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn. Quý cô tuổi Bính Dần trong tháng này, mọi việc diễn ra đều ổn định. Vận may về sự nghiệp và tài lộc tương đối lý tưởng. Việc kinh doanh buôn bán diễn ra thuận lợi, giúp cho quý cô thu về không ít tiền bạc cho mình. Đặc biệt, trong tháng này quý cô có cơ hội gặp được quý nhân. Điều này sẽ hỗ trợ rất tốt cho sự phát triển sự nghiệp của quý cô, cũng sẽ giúp cho quý cô có được sự bứt phá hơn nữa trong tương lai của mình. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần 1986, nữ mạng. Bước sang tháng 6 âm lịch, quý cô tuổi Bính Dần có vận trình tương đối thăng trầm, nhất là về sự nghiệp, nên chuẩn bị tốt về tinh thần và lên kế hoạch cẩn thận khi giải quyết công việc. Tháng này không thích hợp để quyết định những vấn đề quan trọng, đặc biệt các vấn đề liên quan đến tài chính thì quý cô lại càng cần phải cẩn thận hơn. Về phương diện tình cảm trong tháng này của quý cô tuổi Bính Dần khá tốt, vợ chồng hòa thuận, không khí gia đình êm đẹp. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần 1986, nữ mạng. Phương diện sức khỏe của quý cô tuổi Bính Dần trong tháng này giảm sút đáng kể. Do bị tác động của hung tinh thiên không và ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, một số người có thể gặp một số vấn đề về xương khớp, phong thấp hay bệnh cũ tái phát. Ngoài ra quý cô cũng nên chú ý các dạng thương tích ở chân tay có thể xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày. Trong công việc cần nhẫn nhịn để không phát sinh mâu thuẫn, hiềm khích, xô xát không chỉ ảnh hưởng tới vấn đề thể chất mà cả tinh thần của quý cô. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần 1986, nữ mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, quý cô tuổi Bính Dần có vận trình tài lộc khởi sắc đáng kể. Được sự trợ giúp của các tinh Thanh Long, Thiên Phúc, nhiều người có thể kiếm được một khoản tiền lớn trong tay. Vận may của quý cô đã hoạt động khá tốt. Quý cô đang phát huy tốt những khả năng mình có tại công ty. Điều này sẽ giúp cho tài lộc không ngừng khởi sắc. Quý cô cũng rất may mắn có thể thu được nhiều lợi nhuận nhờ biết cách quản lý tài chính. Tuy nhiên, mặc dù tháng này đối với quý cô tuổi Bính Dần phát triển rất tốt, nhưng cũng không nên chi tiêu quá tay cho những thứ không cần thiết, nếu không sẽ dễ làm cho tài vận tụt dốc. Ngoài ra, quý cô tuổi Bính Dần trong tháng này nên chú ý không nên ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những nơi có nhiều âm khí sẽ nguy hại đến tính mạng. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần 1986, nữ mạng. Bước sang tháng 9 âm lịch, đối với quý cô tuổi Bính Dần có điềm báo, trong công việc có thể sẽ gặp chút rắc rối, khối lượng công việc tăng cao. Đồng thời quý cô phải dành nhiều thời gian hơn để giải quyết công việc, điều này làm cho quý cô có cảm giác khó chịu. Ngoài ra, tháng này dễ xảy ra xung đột lợi ích với người khác, đối phương có khả năng là người thân hoặc bạn bè. Cho nên, quý cô trong tháng này cần đặc biệt chú ý, kiềm chế về cảm xúc, cần phải xử lý đúng mực, tránh làm ảnh hưởng xấu đến vận trình tổng thể của mình. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần 1986, nữ mạng. Bước sang tháng 10 âm lịch, quý cô tuổi Bính Dần có vận trình tài lộc khá tốt. Tại thời điểm này, mối quan hệ xã giao được cải thiện, công việc cũng tương đối dễ dàng, quý cô có nhiều thời gian hơn để chăm chút bản thân và gia đình. Về tình cảm trong tháng này cũng rất tốt. Các cát tinh Thiên Hỷ, Thiên Phúc, Hồng Loan cùng xuất hiện. Thông qua giao tiếp hàng ngày, quý cô có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ tình cảm. Đối với những người còn độc thân, có cơ hội gặp được một nửa của mình,
đào hoa khởi vượng, quý cô cũng nên biết nắm bắt cơ hội để có được bến đỗ an toàn nhé. Những người kinh doanh, buôn bán trong tháng này cũng rất thuận lợi, lợi nhuận thu về không ít, khiến cho hầu bao của bạn không ngừng tăng lên. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần 1986, nữ mạng. Bước sang tháng 11 âm lịch, quý cô tuổi Bính Dần có khối lượng công việc tăng lên đáng kể, dù gặp không ít áp lực, nhưng mọi công việc đều có sự lạc quan, tích cực và cho kết quả tốt, quý cô có thể yên tâm hơn về công việc của mình. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán cũng gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Các hạng mục đầu tư cho thu về kết quả khả quan. Nhìn chung, tháng này đối với quý cô tuổi Bính Dần có thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, quý cô thu được không ít tài lộc về cho mình. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 đối với tuổi Bính Dần 1986, nữ mạng. Tháng 12 âm lịch, tài lộc của quý cô tuổi Bính Dần có phần giảm sút hơn so với tháng trước. Tháng Thái Tuế Án Ngữ lại bị ảnh hưởng bởi thời điểm cuối năm, một số bạn có thể bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. Việc này đòi hỏi quý cô phải chi ra một khoản tiền kha khá, vì thế mà có thể sẽ gặp một số rắc rối về tài chính do quá tay. Vì vậy, với quý cô tuổi Bính Dần nên chú ý hơn khi mua sắm đồ Tết, không nên quá xa hoa, lãng phí hay lấy quá nhiều hàng hóa, nếu không có thể làm suy yếu tài vận của mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.